Chào mừng quý bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và rạng sáng nay 11 tháng 4 đã diễn ra các trận đấu của vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Manchester City dù đánh giá cao hơn Leeds United và có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã thi đấu thiếu hiệu quả. Đội chủ nhà bị Leeds United chọc thủng lưới trước ở phút thứ 42 của trận đấu do công của Dallas. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Manchester City được chơi người khi Copper nhận thẻ vàng ở phút thứ 46. Sau nhiều nỗ lực thì Manchester City có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Ferran Torres ở phút thứ 76 của trận đấu. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong hàng công và hớ hênh của hàng thủ khiến đội bóng này bị Dallas chọc thủng lưới một lần nữa ở phút thứ 90+1, qua đó nhận thất bại với tỷ số 1-2. Ở trận đấu còn lại diễn ra sáng nay có các kết quả như sau: Liverpool giành thắng 2-1 trước Aston Villa, Crystal Palace nhận thất bại 1-4 trước Chelsea. Theo lịch thi đấu của vòng 31 giải Ngoại hạng Anh thì đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra các trận đấu còn lại. Đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Tottenham với Manchester United. Cập nhật bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh mới nhất, Manchester City dẫn đầu với 74 điểm, Manchester United đứng thứ 2 với 60 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận so với Manchester City. Đứng thứ 3 là Leicester City 56 điểm, xếp thứ 4 là Chelsea 54 điểm, Liverpool đứng thứ 5 với 52 điểm, West Ham đứng thứ 6 với 52 điểm, Tottenham đứng thứ 7 với 49 điểm, Everton đứng thứ 8 với 47 điểm, xếp thứ 9 là Leeds United 45 điểm, đứng thứ 10 là Aston Villa 44 điểm, Arsenal xếp thứ 11 với 42 điểm, Wolves đứng thứ 12 với 38 điểm, Crystal Palace đứng thứ 13 với 38 điểm, Southampton đứng thứ 14 với 36 điểm, Burnley đứng thứ 15 với 33 điểm, Brighton xếp thứ 16 với 32 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 29 điểm. Ba vị trí cuối cùng vẫn thuộc về Fulham, West Brom và Sheffield United. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng mới nhất của giải Ngoại hạng Anh? Hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật những tin tức, bảng xếp hạng và lịch thi đấu mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.